Rồi. Giờ em hứa đi. Nói nhanh. Em hứa. Tao chỉ chơi cho mày 2 phút nữa thế này mà biết không, nói là tao bố tao đi ngủ mãi tao đi làm này. Nói nhanh. Nói đàng hoàng. Nói đi. Em hứa. Rồi, tiếp. Từ nay. Em không đàn bà được. Không đàn bà được. Rồi, anh mở là phải im mồm nghe chưa? Không được khẽ nữa nhá. Không nước nữa. Cắt tay để tao mở chưa? Em không khăn mõ nữa, không nẹt nữa. Nghe nhá, nhớ nhá. Một lần nữa tôi nốt luôn nghe chưa? Nếu không chứ, nếu em đàn bà ra cho anh Việt quả lại. Nghe chưa? Nói mà. Nếu em mà nạt ba là khóa xích em lại. Em mà nạt ba. Em mà nạt ba chưa? Rồi. Thì đăng, nói tiếp. Nhớ nhá. Xích lại như thế này. Như hôm nó khẹt nghe chưa? Tao mở ra là im mồm nghe chưa? Nghe chưa? Không được nạt ba nữa chưa? Cười cái. Cười cái để quay xong không? Cười. Cười cái cho đẹp mà. Cười đẹp đấy, mà mở đi. Cười đẹp mà này, anh tắt nó.